Ok kìa, đồng đội đã fit rồi lại còn muốn thua thì các bạn sẽ làm thế nào? Ở trường hợp khó này thì nhiều anh em lựa chọn là mắng đồng đội không trượt thế nào luôn. Cô Mobile sẽ không làm điều đó nhé, bởi đầu game mình không đi gank là lỗi tại mình rồi. Thực ra là cố tình để làm clip lật kèo gánh team cho các bạn xem đấy anh em ơi. Ok, bây giờ mới đi gank nhá. Sử dụng cái cổng di chuyển bay ra đường giữa rồi chạy vô rừng quét mạng. Kiểu gì cũng có mạng sơi khi đầy đủ độ combo với cả tốc biệt anh em ơi. Một bé. Tới lượt VO, không có đường về rồi. Đợi hồi chưa một. Hai bé. Cứ về. Chọt một cái. Ôi, Huy đường nhà chưa cuối. Elon chưa cuối, nó có lót nhà vô nhưng mình còn tốc biến nha. May mắn thiệt sự anh em ơi, không có tốc biến vào đấy là đi rồi. Team bắt đầu bàn chiến thuật nhưng mình nghĩ không cần phải bàn đâu. Chấp tướng thì mình đầu game yếu hơn, đánh giao tranh chắc chắn thua. Các bạn nên ôm được điểm đầu game, nhưng mà các bạn không ôm thì sẽ là bị fit như thế đấy. Thế các bạn biết chấp tướng để đưa ra cái lối chơi phù hợp với điểm đầu game để cuối game dễ dàng giành chiến thắng nhé. Chứ chấp tướng đã yếu rồi lại còn hay combat thì thua là đúng rồi. Ây da, ây da, cái gì vậy, cái gì vậy? Ôi, coi như mọi người chưa thấy gì nha. Coi như là mình farm quái đi. Phải chọn hơi vừa mắt từ vị trí của Vietioma Morbid. Thực ra nói Vietioma là tự nhận thôi anh em ơi. Bởi lâu lâu mới chơi, tập hợp Yudu ơi. Qua đây, ơ kìa, Yudu. Trời, không theo á. Không theo thì mình lại cân đôi vậy. À không, 2 đánh 2. Rồi, Uya, lướt cho một hơi sớm. Chọt chiêu 2 vào con xe. Vừa gáy biết đi ô ma xong bây giờ phải công bông mà chạy combo như cái quần. Trời ơi, chỉ là mù mắt quá đi mà anh xem bảo còn của bác rồi. Thế mà gáy à, đây để thực hiện lại nhá. Ôi nhưng mà lại thiếu đánh thương, ngáo thật sự rồi anh em ơi. Cái này chơi đi ô ma là hơi bị cứng tay, sao đi mọi người. Để tí nữa cái độ mượt của mình sẽ hoàn thiện dần sau khi đánh quen tay một tí nhé. Cũng là làm clip tồn tướng. Lâu lâu không chơi cứ bị khựng một xíu, có khi phải mất 1-2 trận đấu mới quen lại được anh em ơi. Từ từ nha. Để chơi được Rio Ma hay thì chúng ta phải combo mượt mà. Đầu tiên là combo đánh từng chương 2 chương cuối. Các bạn cùng cố gắng combo thật mượt cái combo này nhé. Sau đó thì hãy dùng chương 1 lướt một cái. Rồi vượt qua những nét tường này, đánh từ chương 2 chương cuối anh em nhé. Rồi chương 1 về. Đấy, combo cũng chỉ có thế thôi. Và chúng ta có thể kết hợp với tốc biến để tạo lên những pha tấn công xa hơn. Nhưng mà nhớ là combo đánh từ chương 2 chương cuối phải thật nhanh, thật chuẩn anh em ơi. Đây 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 đây, có mạng rồi. Có mạng rồi, tốc biến lên. Đấy, cuối cùng cũng có thêm mạng để đánh team. Nên thực ra là trận đấu này team mình cũng đâu có yếu đâu, cũng còn phải không biết chơi nhưng mà kiểu chất tướng đầu game yếu. Ui cái gì vậy, sao không lướt tới luôn. Chắc nghĩ mình còn nhiều máu, sợ mình combo có máu đây mà. Chứ nguyên cái máu biết mình trong đó rồi, à đoán mình trong đó rồi lại còn không có lavo. Thực ra nếu bạn đấy lavo bằng chiêu 2 thì cũng không đa anh em ơi, đánh thế cũng khá an toàn đấy. Mình đang trong bụi mà, chiêu 2 đâu có target anh em ơi. Ok, yên tâm nha, trận đấu này mình có mạng thì mình sẽ đi về chiến team địch. Và team địch dường như là cũng... Ôi da, cũng bắt đầu tưởng từ vị trí Claudio rồi. Đầu game xanh, sau đó thì mất mạng liên tục thì chắc chắn rồi. Thì mình sẽ lấy lại thế trận là late game, Galaxy có đồ này, Daddy có đồ này, Yuzu có đồ này, tha hồ mà win nha mời. Ơ, lại thiếu đam. Trận đấu này vừa combo mù mắt lại còn đen đấy chứ anh em ơi. Cái đam mình sẽ đóng đồ phương đam nhé. Trời đi ma mà không chơi phương đam thì không đủ độ phê đâu anh em ơi. Tất nhiên là lời chơi của MOBA là cái lời chơi mà các bạn phải biết chơi đi ma, phải biết di chuyển, phải biết combo anh em nhé. Hiện tại thì thế chơi của team mình cũng hơi tươm tươm một chút xíu rồi anh em ơi. Ui da, bị Unia check map liên tục như vậy thì cũng rất là khó đúc vụt combo. Tuy là thế trận tươm tươm nhưng mà mid team mình lại tạo độ khó cho game tiếp rồi. Đầu game anh em fit, sau đó thì có lợi thế. Anh em lại áp ca. Thế là game này là không phải là game dễ rồi anh em ơi, mà là game
cần phải được cánh từ vị trí của Yudu choáng hay Yudu choáng hay là mình có ngay ngay. Trời ơi, chơi hụt rồi. Sorry Yudu nha, còn đấy mình chọn trúng thì bạn cũng không sống đâu. Ở đây mình sẽ chờ vào lên cao, mình tung cái combo lên bảng ngay. Đấy, anh em thấy gì chưa? Tỏa sáng liền. Mid có lẽ là mạng bị lag hay là vấn đề gì đó thôi. Mất wifi, cái này thì không đỡ được rồi. Cái này do ngoại cảnh nhá, không phải là cố tình từ chính của bạn Taxi. Rồi, lượt thôi anh em ơi. Đấy này, chạy hộ. Ui à, nhưng mà chưa hồi chỉ kịp chiêu 2. Tiếc quá anh em ơi. Vì vậy thì Galaxy cũng làm gỏi chồng Lacrosse rồi. Khá tuyệt vời. Game này mà không win thì biết lỗi tại ai nha, không phải mình đâu. Mình nãy giờ là mình cũng điều chỉnh team bạn khá nhiều với pha combo chuẩn xác rồi. Mặc dù thời điểm đầu game combo hơi mù mắt, nhưng mà sau đó thì đẹp mắt liền anh em nha. Nói chung là vị tướng này là vị tướng của các cao thủ chơi game Go Mai. Lâu đầu khi chơi phải luyện lại để cho được cái độ mượt mà, cái độ quen tay thì chơi nó hiệu quả hơn. Đấy, cầu hết chiêu của bạn Edon nhé. Thôi về đi, bỏ đi bạn ơi. Cái này yếm máu thì anh em có thể vô rừng farm quái ngoài đường, hồi máu cực kỳ nhanh. Và vị tướng hack tiền rất là dễ bởi combo thì hồi nhanh, thì còn có hồi máu anh em ơi. Dạ lính siêu nhanh có thể farm được nhiều lời, rất là nhanh nhé. Vào chạy đi đâu? Ok, đó. Đã đơn giản nhưng mà mình tí lên bản đánh số rồi. May mắn là dừng chiêu 1 kịp thời nha. Đấy, trận đấu này thì lúc đầu thì đen, sau đó bây giờ thì hên rồi. Đấy, có lúc này nước kia anh em ơi, không phải lúc nào chúng ta cũng quá đen hay là quá hên đâu. Thành ra là chơi game Go Buy là một cái chơi chúng ta phải dùng cái đầu lạnh, tập trung chơi. Và chơi game thì vui vẻ, không tạo lực cho đồng đội, không tạo lực cho bản thân mình, thì chơi game nó sẽ hiệu quả hơn, sẽ bình tĩnh hơn để xử lý những tình huống anh em ơi. Nếu các bạn bình tĩnh thì chúng ta sẽ đánh chuẩn, đánh mực mà. Còn nếu mà chúng ta không bình tĩnh, chúng ta bị tâm lý thì chơi game Liên Quân sẽ không chơi hay đâu anh em nha. Không gánh team tốt đâu, đặc biệt những chơi trong trận đấu mà cần phải gánh team, trận đấu căng thẳng anh em ơi. Đấy, liên tục xài chiêu cuối check map khiến việc mình lúc vụ không combo khá là khó anh em ơi. Đến chỗ này thì nói chung là team mình đánh khá là dễ rồi, một cái thì có đồ, Yudu cũng có đồ rồi, Galaxy cũng có luôn, và Ryoma thì thua đồ rồi anh em ơi. Cái tầm đồ này thì chắc chắn là một combo một mạng anh em ơi. Úi, tiếc quá, chưa hồi thì chưa một, nhưng mà vẫn có mạng. Không chịu về, nhìn đứng xa xa thì thôi, nhưng mà combo cũng mạnh mà áp sát nhanh lắm bạn ơi. Là hai lần thấy phát hiến mà. Ok, thì bạn lên bảng đến số 4 người rồi, còn muốn là có thì chắc chắn là không đỡ được với một combo. Đó, nhìn thấy chưa, gánh team là dễ với The Oma, tướng của các cao thủ chơi game mobile. Ok, video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào anh em, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye mọi người.